Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm nguy cơ trung bình thấp với đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, ca nhiễm đậu mùa khỉ xâm nhập đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh có bệnh cảnh nhẹ, nên người dân dễ bỏ qua và tự điều trị tại nhà. Điều này dễ dẫn đến lây lan bệnh ra cộng đồng. Vì vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhất là hiện dịch COVID-19 chưa kết thúc, nên càng cần cẩn trọng, không để xảy ra dịch chồng dịch. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương mỗi ngày tiếp nhận trung bình từ 1.300 đến 1.400 lượt người đến khám bệnh ngoại trú. Bên cạnh đó, bệnh viện chăm sóc, điều trị từ 1.400 đến 1.500 bệnh nội trú. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, bệnh viện xây dựng kế hoạch với phương châm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời và điều trị triệt để. Theo đó, bệnh viện tập trung thực hiện tốt việc sàng lọc ngay từ khâu tiếp nhận người đến khám, đồng thời chuẩn bị phòng cách ly, phương án ứng phó, xử trí đối với từng tình huống cụ thể liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh viện xây dựng kế hoạch rất là cụ thể, là đưa ra trường hợp mà phát hiện ca đầu tiên, rồi trường hợp một số bệnh, rồi thêm mà trường hợp nhiều bệnh thì bệnh viện sẽ xử lý như thế nào. Tập trung hết tất cả các cái trường hợp có khả năng là cái bệnh này sẽ vào bệnh viện bằng cái hướng nào thì tập huấn cho rất là kỹ cho các nhân viên ở đó để phát hiện ra sớm nhất và đưa bệnh nhân ra là để mà tạm thời cách ly, để mà khoanh cái vùng lại. Vừa qua, 6 địa phương phía Nam được Bộ Y tế chọn kiểm tra công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có tỉnh Bình Dương. Đây là những địa phương có đông lao động, chuyên gia, doanh nghiệp đến từ khắp các nước trên thế giới. Có nhiều cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, các nhóm thành viên người bị HIV, cộng đồng đồng tính nam hoạt động mạnh trên địa bàn. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, 97% người bị bệnh đậu mùa khỉ là nam giới và 42% dương tính với HIV. Bệnh lây qua nhiều đường như giọt bắn, quan hệ tình dục, dịch tiết từ bóng nước. Chúng tôi nhận thấy là Bình Dương cũng đã nỗ lực có những cái kế hoạch chuẩn bị trong cái công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Chính phủ cũng đã có những cái công điện trong cái tăng cường phòng chống cái bệnh đậu mùa khỉ, rồi Bộ Y tế cũng đã có các hướng dẫn, các quyết định trong giám sát phòng chống, rồi phòng ngừa trong cơ sở y tế cũng như là hướng dẫn chăm sóc điều trị bệnh đậu mùa khỉ. Thì đề nghị chúng ta bám sát vào để chúng ta thực hiện tốt. Những người mà đều tiếp xúc với bệnh nhân hoặc là nghi ngờ với cái ca đậu mùa khỉ hoặc là các có nhiều bạn tình thì chúng ta lưu ý để chúng ta khi mà có các cái triệu chứng liên quan đến sốt và phát ban và mụn nước sẵn hoặc là các cái nổi hạch v.v. thì phải là thập tức đến các cơ sở y tế được khám và điều trị kịp thời, đồng thời phòng ngừa được lây lan cho những người xung quanh mình. Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch phòng chống đậu mùa khỉ với 3 tình huống: chưa ghi nhận trường hợp xuất hiện trường hợp bệnh và dịch lây lan ra cộng đồng. Dù được đánh giá không nguy hiểm như COVID-19, nhưng tỉnh không chủ quan với bệnh đậu mùa khỉ vì một cuộc sống khỏe mạnh, bình yên của người dân.